chúng ta sẽ review sữa chua trái cây ngon nhất thế giới. Sữa chua này của chúng ta tên là Gippsland các bạn. Gippsland Dairy. Một hộp như vậy sẽ là 720g. Giá của chúng ta sẽ là 325.000. Mình sẽ đọc thành phần của phần sữa chua này. Đây là sữa chua trái cây. Nguyên liệu là sữa, nước trái cây nguyên chất, sữa khô, melatic, sữa chua, trái cây được xay nhuyễn, đường. Và xuất xứ của hộp Yahoo này là ở Úc các bạn. Một hộp, hôm nay chúng ta sẽ review một hộp 720g với giá của nó sẽ là 325.000. Đây là bao bì, chúng ta sẽ cùng mở ra nha. Đây là phần sữa chua của chúng ta. Rất là ngon. Các bạn khi mà các bạn bảo quản, các bạn nên bảo quản ở trong ngăn tủ lạnh từ 3 đến 5 độ C. Và khi mà các bạn đã mở hộp ra thì các bạn phải dùng hết. Mình mua hộp này ở Farmer Market thôi. Cái sốt trái cây của nó rất là ngọt và ngon. Sữa chua thì rất là béo và mịn. Mang đến với chúng ta ngày hôm nay hộp sữa chua này là sự tài trợ của trung tâm tiếng Anh DIL Focus. Khi mà các bạn đăng ký học TOEIC hoặc IELTS thì các bạn hãy liên lạc với DIL Focus. Và đây sẽ là đường truyền của trang web. Cảm ơn các bạn.